Hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích tiếp tục được Ban chỉ đạo cuộc vận động thành phố Hà Nội tổ chức. Lần thứ 7 chương trình thu hút hàng trăm doanh nghiệp, sản phẩm thuộc mọi lĩnh vực thiết yếu. Thông tin về sản phẩm, doanh nghiệp tham gia chương trình được phát sóng vào lúc 17:55 hàng ngày trên kênh 1 Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình còn được quảng bá trên hệ thống banner đường phố và rất nhiều các hoạt động khác. Chương trình bình chọn chính thức bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 trên phạm vi toàn quốc thông qua website binhchonhangviet.com.vn. Lễ công bố và truyền hình trực tiếp dự kiến vào ngày 23 tháng 12 năm 2016 trên kênh 1 Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Liên hệ Ban thư ký chương trình, Công ty Cổ phần Sen Cộng, hotline 0931 526 526. Petro Việt Nam Gas hân hạnh tài trợ chương trình này. Chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2016 đã chính thức khởi động. Đây là chương trình do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thực hiện nhằm hưởng ứng cuộc vận động trên địa bàn thủ đô. Diễn ra lần đầu tiên vào năm 2010, chương trình ban đầu chỉ thu hút được 30 doanh nghiệp tham gia với 30 sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn. Tuy nhiên, sau 6 năm, với sức lan tỏa mạnh mẽ, số doanh nghiệp tham gia đã tăng lên 200 đơn vị với 306 sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích. Năm nay, chương trình tiếp tục thu hút nhiều doanh nghiệp mới ở những ngành hàng tiêu dùng thiết yếu. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia cái chương trình bình chọn do bên Đài Truyền hình Hà Nội phát động. Thì tại sao tôi tham gia là tôi thực sự là muốn đưa cái sản phẩm của người Việt Nam mình sản xuất ấy, chất lượng tốt mà giá cả hợp lý đến người tiêu dùng. Đó là lý do. Hơn nữa là đây là một cái chương trình bầu chọn một cách tương đối là nghiêm túc để cho người Việt Nam mình thực sự quảng bá được cái hàng thực đến người tiêu dùng. Với tiêu chí minh bạch, rõ ràng, biến chương trình bình chọn trở thành cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp hàng Việt với người tiêu dùng. Bên cạnh việc chuẩn hóa quy chế cũng như tiêu chí, năm nay, Ban tổ chức đặc biệt chú trọng đến danh mục sản phẩm giới thiệu bình chọn. Theo đó, sẽ có 120 sản phẩm thuộc 12 ngành hàng chủ đạo được sàng lọc từ hơn 1.000 doanh nghiệp trong cả nước tham gia chương trình. Sau khi họ tham gia chương trình này, bản thân họ sẽ định vị lại được các cái sản phẩm dịch vụ của mình đến người tiêu dùng một cách được tiết kiệm hơn các về mặt chi phí, cũng như được thêm người tiêu dùng sau những cuộc bình chọn như vậy. Về quy chế thì nó một cái nét mới, đó là chúng tôi đưa ra 12 cái ngành hàng là cái ngành hàng chủ lực mà người tiêu dùng đã sử dụng các sản phẩm trong thời gian vừa qua. Và tiếp theo nữa là chúng tôi cũng căn cứ vào cái 6 năm có kinh nghiệm, thì quy chế năm nay chúng tôi dành cho đầy đủ các cái thành phần các cái doanh nghiệp, từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty liên doanh, các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là tập trung các cái doanh nghiệp liên quan đến làng nghề, các cái hộ kinh doanh để giúp cho họ đưa các cái sản phẩm, đưa các cái dịch vụ đến người tiêu dùng. Năm nay, sự vào cuộc tích cực của các sở ngành, các tổ chức hội và hiệp hội trong việc giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm tham gia bình chọn cũng là một điểm mới nhằm mang lại chất lượng thực sự cho chương trình. Cũng theo Ban tổ chức, để thu hút đông đảo người tiêu dùng tham gia, năm nay phương pháp và cách thức tiếp cận người bình chọn sẽ được làm mới theo hướng khoa học và thuận tiện hơn. Năm nay thì cái vấn đề mà chúng tôi vừa là thách thức và vừa cũng là cái điểm đổi mới nhất của chương trình năm nay chính là được Ban tổ chức giao cho cái nhiệm vụ là làm mới các cái phương pháp về bình chọn và làm mới về cái cách thức tiếp cận người bình chọn. Thế về phương pháp bình chọn thì năm nay là được sự giới thiệu hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành của nhà nước và các doanh nghiệp cũng bằng nhiều kênh khác nhau tiếp cận được. Cái thứ hai là về phía người tiêu dùng để tham gia bình chọn thì người tiêu dùng năm nay cũng đã giới thiệu được hai cái kênh gọi là thân quen với người tiêu dùng nhất. Như các bạn cũng đã biết là cái công cụ bình chọn qua web thì nó đã đang trở thành phổ biến và năm nay thì chính thức trang web binhchonhangviet.com.vn đã được Ban tổ chức giới thiệu. Ngoài ra thì một cái hoạt động bình chọn rất là thực tế mà các doanh nghiệp tôi cho là rất quan tâm đấy là bình chọn trực tiếp. Chúng tôi lấy ý kiến trực tiếp của những người tiêu dùng tại các cái điểm giới thiệu gian hàng, ví dụ như cái điểm gần nhất sẽ là vào ngày 19-20 tháng 11 và ngày 3-4 tháng 12 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ trên tuyến phố đi bộ. Kết quả bình chọn online và trực tiếp cùng với kết quả chấm điểm của Ban giám khảo độc lập sẽ được Ban tổ chức tổng hợp công bố chính thức tại lễ tôn vinh hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2016, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12 tới
và được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình bình chọn thường niên là một trong những cách làm sáng tạo của Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội trong 7 năm triển khai cuộc vận động, với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan quản lý, các tổ chức chính trị xã hội đến doanh nghiệp và người dân. Hà Nội luôn là địa phương dẫn đầu cả nước trong thực hiện cuộc vận động, được Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động đánh giá là có nhiều cách làm bài bản, hiệu quả. Với vai trò là đơn vị thường trực triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng các đoàn thể, các cấp hội triển khai cuộc vận động với nhiều nội dung phong phú. Điều này đã mang lại hiệu quả tích cực cho chương trình trên nhiều phương diện, đặc biệt là hoạt động truyền thông tạo sức lan tỏa. Cho đến nay thì chúng tôi nghĩ rằng là người dân, người tiêu dùng cũng như là doanh nghiệp đã thấm nhuần, đã hiểu được về cái cuộc vận động này với những cái nội dung mà tôi cho là rất là tốt. Ví dụ như vừa rồi là Sở Công Thương đã phối hợp với cả hội sinh viên của thành phố để mời một số trường đại học tham gia để mà có những cái buổi tọa đàm, thì đồng chí Phó Giám đốc Sở Công Thương đã phải nói một câu rằng là cứ những kiến thức của các em sinh viên mà nhiều khi ban giám khảo cũng phải ngỡ ngàng. Đấy là vấn đề thứ nhất. Hay là vấn đề thứ hai mà chúng tôi đi kiểm tra của các đơn vị doanh nghiệp và các siêu thị, thì tôi thấy người ta quan tâm đến mức độ từ những chi tiết rất là nhỏ. Ví dụ như là làm thế nào mà để người ta bày biện cái mẫu mã, cái vị trí nó thay đổi ra làm sao, những cái sản phẩm của Việt Nam, để người tiêu dùng người ta đến, người ta nhìn thấy, bắt mắt ngay, người ta phát hiện ra đấy là cái sản phẩm của Việt Nam để người ta sử dụng, người ta mua. Thì tôi cho rằng đấy là những cái việc mà chúng ta tưởng là rất nhỏ, nhưng mà nó đã được quan tâm đến những cái chi tiết nhỏ như vậy. Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tiếp tục được tuyên truyền sâu rộng ở các cấp ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, nhiều chương trình kết nối từ sản xuất đến tiêu dùng được các sở ngành quan tâm, chú trọng đã mang lại hiệu quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp tổ chức gần 200 chuyến bán hàng lưu động về các huyện ngoại thành, khu công nghiệp và 3 tuần hàng Việt, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm ủng hộ hàng hóa sản xuất trong nước. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả của vận động trong thời gian tới, thì sự tham gia tích cực của doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Vai trò của doanh nghiệp vô cùng lớn, bởi vì là chúng ta có tuyên truyền đến đâu, thế nhưng mà doanh nghiệp người ta phải ý thức rằng người ta phải sản xuất ra những cái sản phẩm nó phải tốt, nó phải chất lượng, phải đảm bảo này, mẫu mã phải phù hợp này, phải cái sản phẩm phải thân thiện với môi trường, vân vân, những cái yếu tố đó, những cái tiêu chí đó nó đặt lên vai doanh nghiệp rất là lớn, chúng tôi hiểu là như thế. Nhưng mà chúng tôi vẫn luôn luôn khẳng định rằng vai trò của doanh nghiệp trong cái cuộc vận động này là cái thành bại hay không chính là cái ý thức, cái trách nhiệm vào cuộc của doanh nghiệp. Việt Nam đang tham gia sâu vào quá trình hội nhập. Việc thực thi một loạt hiệp định thương mại tự do, đa phương và song phương với các nước mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt các doanh nghiệp Việt trước những thách thức mới. Điều này đòi hỏi cuộc vận động và các chủ thể tham gia phải có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với xu thế phát triển, song vẫn giữ được thương hiệu, thị trường và khách hàng, giúp hàng hóa sản xuất trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh trước làn sóng hàng ngoại nhập từ nước ngoài tràn vào.